nhiều đấy nhỉ. Đây các bạn này, các bạn xem này. Đây này. Đây này, đây này. Rồi rồi, đây đây. Rồi 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 rồi. Rồi. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với video tiếp theo của Phan nhé. Hôm nay Phan sẽ chia sẻ đến mọi người những điều rất là thú vị mà trong các video trước chưa hề có. Thì những điều thú vị đó như thế nào thì mời tất cả mọi người cùng khám phá trong video này cùng Phan nhé. Trong video này Phan sẽ tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình về quang cảnh kéo lưới này. Vào đầu giờ này có thấy là có một số bác người dân đang kéo lưới. Ở đây là đánh lưới rồi chứ không phải là kéo lưới nữa. Còn xa xa phía đằng này, phía bên này thì hiện tại là có một vài bác cũng đang trên tay cầm những chiếc chài để tìm những đàn cá lớn để quăng chài. Hy vọng sẽ quay được cảnh mà các bác cái quăng chài để thu phục đàn cá lớn cả nhà nhé. Thì bây giờ Phan mời cả nhà mình cùng khám phá trong đầu của clip với Phan về quang cảnh kéo lưới cũng như là quăng chài nhé. Ở khu vực này thì hiện tại là thủy triều bắt đầu rút xuống cả nhà, những hòn đá này bắt đầu lộ thiên lên rồi. Thì còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa thôi thì chúng ta sẽ lại tiếp tục qua bên khu vực Tắm Tiên để chia sẻ đến mọi người về quang cảnh Tắm Tiên vào buổi chiều ngày cuối tuần. Phan đang ngồi ở dưới một cái hòn đá để chờ khoảnh khắc các bạn, và các chú tìm ra đàn cá và sau đấy là sẽ quăng chài. Trong các video trước thì Phan chia sẻ đến cả nhà mình đây, thì có một chú ấy có quăng chài và thu phục được rất là nhiều những con cá đối lớn, mỗi con cũng phải gần 1 ký, 4-5 lạng một con. Thường thì những lúc mà có cá đối như thế này để cho các chú quăng chài đấy thì phải vào lúc là đầu giờ thủy triều rút các bạn ạ. Mà nếu mà các chú quăng chài được ấy thì hay được nhiều cá đối lớn lắm. Trong các video trước thì Phan cũng chia sẻ đến mọi người, nhưng mà trong video này đấy thì sẽ có những điều thú vị và đặc biệt, bởi vì cái khu vực này ấy là khu vực mà đợt trước cái chú kia ấy là quăng chài là thu phục được cái đàn cá đối lớn. Ở đây thì bây giờ trong video này là không những là có một người mà có cả 2 người cơ. Đây này, đó. Rất là thú vị và độc đáo luôn. Có những chiếc thuyền thúng và những chiếc thuyền của bà con ở xa xa nữa. Xem cái này thì cảm giác thú vị lắm các bạn ạ. Đây, Phan đang ngồi tựa lưng vào một cái hòn đá này. Đó, cả nhà có thể thấy không? Hòn đá ở đây rất là mát vì giờ này còn khá là nắng đấy, cho nên là Phan ngồi như vậy để có thể là quay trọn vẹn hơn để chia sẻ đến với tất cả mọi người, chứ bây giờ đứng ra ngoài nắng ấy thì nó chói lắm cả nhà. Và xem đấy các bạn ơi, mà nó lại tạo cho mình cái cảm giác hồi hộp lắm nha, bởi vì nếu mà không bấm quay liên tục thì lo rằng những lúc mà các chú ấy vừa quăng chài ra đấy thì mình lại bấm máy quay không kịp đấy các bạn ơi, không quay được khoảnh khắc quăng chài đấy. Nhưng mà nếu mà quay liên tục thì nó cũng là một đoạn như thế thôi, nó lại nóng máy nữa các bạn ạ. Thì thôi cố gắng quay thôi các bạn, cố gắng quay rồi sau đấy là sẽ về rồi mình sẽ cắt ghép video sau. Cả nhà có thể nhìn thấy là ở đây là những hòn đá sau khi nước rút này. Ở bên trên này có rất là nhiều những con hà nhỏ bám, nhiều lắm. Thường thì mình quay các bác, các anh người dân ở đây quăng chài đấy, thì mình không có vào gần các bạn ấy. Mình chỉ ngồi ở xa xa thế này để quay chia sẻ đến các bạn. Bởi vì là khi mà mình vào gần đấy thì đông người, nhiều người đấy, cá nó thấy bóng người nhiều đấy các bạn, thì nó cũng sẽ không có vào. Cho nên là người ta
cũng không có thích như thế các bạn ạ. Rất là mong các bạn và cô chú anh chị thông cảm cho Phan nhé. Phan cũng chỉ đứng ở khoảng cách mấy chục mét thế này để quay chia sẻ đến mọi người đâu. Này cũng khoảng cách khoảng 30-40 mét đấy để quay chia sẻ đến mọi người, chứ xuống gần là không có được các bạn ạ. Rồi, ba cái đã quăng trà rồi các bạn ơi. Mình chưa kịp bấm máy nhưng mà hy vọng sẽ ghi được lại được khoảnh khắc đấy. Ba cái đã quăng trà rồi, mình không biết là lần này có được nhiều cá hay không các bạn ơi. Cùng chờ xem nào, chờ xem bác ấy kéo lên. Mình hy vọng rằng sẽ thấy bác ấy kéo lên và được những con cá lớn, cá đối. Để mọi người có thể xem cận cảnh. Khi mà bác ấy lấy lên thì mình cũng sẽ vào gần quay cận cảnh để chia sẻ đến mọi người nhé. Đang nhấc trà rồi, không biết là có được nhiều hay không đây. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá các bạn ơi. Ui là trời ơi. Trời ơi, nhiều quá, mình sẽ đến gần để mình quay chia sẻ đến các bạn nhá. Kéo lên thôi, bây giờ mình vào gần mình quay chia sẻ đến các bạn. Trời ơi, đau quá. Ôi trời ơi, trời ơi, đau quá. Cháu chào bác. Hôm nay lại được gặp bác quăng trà đây rồi. Trời ơi, nhiều đấy nhờ. Đây các bạn ơi, các bạn xem này. Đấy, chỗ này cũng được khoảng 1 ký bác nhỉ. Dạ. Đấy các bạn thấy, mình cho các bạn xem cảnh cảnh con cá đuối này. Đó. Rồi, rồi, đã chưa. Đây các bạn xem này. Đó. Rất là đã luôn các bạn. Trời ơi. Các bạn xem này. Này mình có bán lại không bác? À thế à? Bác bán bao nhiêu tiền 1 ký đấy? Đấy. Để tí nữa con mua lấy chút coi. À dạ. Đấy. Vậy là bác quăng đợt này thì tí nữa còn quăng tiếp không? Dạ. Đấy các bạn xem này. Đã chưa? Đấy. Cá nhiều như thế này không? Đây cá đuối các bạn nhé. Là có thể nhìn thấy ba cái với một kinh nghiệm rất là lâu năm rồi, ba cái mới thu phục được những đàn cá như thế này. Đó. Mình thì cũng đang ở đây xem các bạn có thể thấy là rất là thú vị nhé. Trong này rất là nhiều luôn các bạn. Đây các bạn xem này. Đó. Đó là những con cá đuối đã được gỡ lên. Nhìn đã quá. Mình sẽ tiếp tục chờ bác ấy quăng thêm một vài lần nữa các bạn ạ. Còn để quăng được cá này thì người phải con người ra là những như bác ấy, là người đã có rất là nhiều kinh nghiệm nhé các bạn, không phải là đơn giản mà quăng được cái này đâu. Đó, bây giờ bác sẽ che lại để cho cá nó đỡ chết đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài bờ để mình chờ bác ấy tiếp tục quăng chài tiếp các bạn nhé. Cá biển thì nhiều lắm các bạn ạ. Quan trọng là có biết cách lấy được nó lên để ăn hay không, đấy mới là một cái điều đặc biệt thôi các bạn ơi. Thường thì biển thì rất là lớn, cá rất nhiều, nhưng mà mang cần câu ra ấy, đứng ấy, thì chưa chắc đã câu được cá nha các bạn. Đặc biệt là ở gần bờ thế này, chỉ có đi ra xa bờ và trên những chiếc thuyền thôi thì mình hy vọng câu được cá các bạn ơi. Còn ở đây thì các chú ấy là người quăng chài chuyên nghiệp đấy, biết chỗ nào có cá, biết lúc nào là ra quăng chài được các bạn ạ. Sau khi thủy triều rút thì cũng sẽ xuất hiện
rất là nhiều người cũng sẽ đi ra ngoài những bãi đá thế này để tìm hải sản các bạn ạ. Những con ốc này, những con nghêu này, sò này, cua này và tôm, cá nữa. Cá thì không có cá lớn các bạn ơi, chủ yếu là cá bống này. Còn cua thì không phải là cua biển lớn các bạn ạ, mà những con cua cũng nhỏ nhỏ thôi. Bắt đầu bác ấy đang chuẩn bị quăng chài mẻ lưới thứ hai các bạn ơi. Mình thấy bác đã chuẩn bị sẵn rồi. Chài thì cầm trên tay rồi các bạn ơi. Hy vọng rằng sẽ xem được khoảnh khắc này. Các bạn cùng đón xem với mình xem khoảnh khắc này bác sẽ thu phục được bao nhiêu cá nhé. Đây thể đấy 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 rồi rồi. Ok rồi. Trời ơi. Thú vị quá rồi. Trời ơi. Có vẻ là nặng, khá là nặng tay kìa. Rồi rồi, xem nào, xem nào. Xem nào. Ô. Cái này thì không có được nhiều lắm các bạn ạ. Cũng được một vài con thôi. Có lẽ là cá nó cũng chạy khá là nhanh. Với những lần quăng chài như thế thì cá nếu mà đúng quăng đúng cái đàn mà nó sót lại đấy các bạn ơi thì nó cũng cá nó cũng rất là khôn nha. Bây giờ mình đang di chuyển đến địa điểm mà khu vực bãi Tam Tiên các bạn ơi. Mình đi theo một con đường mới, mình khám phá một con đường mới để chia sẻ đến các bạn. Con đường này đi thì khá là thú vị nhưng mà nó rất là khó đi các bạn, bởi vì chưa ai đi, chỉ có mình đi thôi. Thì mình đi đường này là đường tắt để với mục đích là đến địa điểm Tam Tiên là nhanh nhất các bạn nhé. Nếu các bạn không nên đi theo mình theo cách này, bởi vì nó có rất là nhiều những cái bụi gai đấy các bạn ơi, nó sẽ cào vào chân của các bạn nếu các bạn không có chú ý kỹ. Ví dụ như đây này các bạn ơi, đây là những bụi gai này, nó gai của nó rất là nhọn sắc và rất là cứng các bạn ạ. Đó, các bạn không nên đi đường này theo mình nhá. Mình thì có kinh nghiệm đi trải nghiệm rồi đấy các bạn ơi. Còn nếu các bạn muốn có cảm giác trải nghiệm thú vị thì vẫn cứ đi thôi các bạn, không sao hết, mà chú ý thôi các bạn nhá. Đó. Ở đây là mình đã đến khu vực bãi Tam Tiên. Bây giờ mình sẽ cập nhật đến tất cả mọi người về địa điểm Tam Tiên nhá. Mà mới bước xuống dưới địa điểm Tam Tiên này thì mình cũng đã lại nhìn thấy có hai bạn nữ rất là xinh đẹp. Hai bạn ấy đang check in với những tảng đá và những con sóng này. Một điều rất là thú vị nhá. Khi mà đến với khu vực này thì các bạn hãy mặc những bộ đồ bikini như thế để các bạn check in. Mình thấy nó cực kỳ là đẹp luôn, không chi vào đâu được các bạn ạ. Các bạn là nữ thì mỗi bạn đều có những nét đẹp riêng, cho nên là các bạn cứ hãy cứ thoải mái đi, cứ thoải mái để check in và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Để thấy là trên kia là một quán cà phê phải nói là độc lạ nhất Vũng Tàu nhé, với một cái view Vũng Tàu chỉ có duy nhất quán này có thôi các bạn. Đó cũng là một địa điểm mà được rất là nhiều người đứng check in ở đấy. Khu đấy là được gọi là khu cổng trời các bạn nhá.
Các bạn Tây này là hình như là rất thích thú với những môn trượt ván này, bơi thuyền, bơi xuồng các bạn ạ. Quá đẹp nha các bạn. Trên đỉnh núi là buổi chiều, mọi người cũng nên ngắm hoàng hôn, check in và uống nước ở trên đấy đi. Rất đẹp nhé. Cũng có một số các anh người ta đi tìm bắt hải sản, nuôi sò ốc hến các bạn, nhiều lắm. Các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ở cái khu vực hồ nước còn đọng lại này có rất là nhiều cá bống luôn. Bây giờ mình sẽ tắt cạn cái khu vực này đi để mình bắt cá bống các bạn nhé. Nhiều lắm các bạn ơi, khá là nhiều nước và nhiều cá bống này. Hy vọng rằng sẽ có khoảnh khắc mà mình bắt những con cá bống để chia sẻ đến tất cả các bạn. Đây này các bạn ơi, mình cho các bạn xem này. Bây giờ là đàn cá bống này nó tập trung về đây hết rồi. Trời ơi, nhiều quá các bạn. Bây giờ là có bao nhiêu con là nó tập trung về chỗ này, mình đã tát xong rồi các bạn ơi. Bây giờ này các bạn xem này, đó. Trời ơi, nhiều chưa? Giờ mình bắt lên cho các bạn xem nha. Khá là nhiều luôn. Trời ơi, tập trung vào đây thì các bạn đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con luôn. Toàn cá bống to đây các bạn ơi, này. Đây này các bạn xem này, đấy. Trời ơi, bây giờ nó bắt nó lên các bạn. Cũng còn khá là nhiều nước các bạn, tát đi một chút đã. Trời ơi, đây các bạn xem này. Trời ơi, rất nhiều luôn nha. Ôi giời, rồi con cá bống đen này chạy đi đâu? Đây các bạn xem này, đó, 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 đó. Đen này các bạn. Đấy. Nhà ơi, bây giờ mình sẽ cùng bác, cùng các em nhỏ đây đi qua đây để bắt cá bống nha. Khá là nhiều luôn, cá bống đen, cá bống trắng nhiều lắm. Đây này, đây này, đây này. Rồi rồi, đây 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 đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, nhìn kỹ đi. Đó. Rất là nhiều luôn. Đấy. Trên này nữa này. Trên này nữa. Ừ. Đấy, cả chục con lận nha, xem kỹ nha. Nó giấu vào đá hết rồi. Đâu đâu đâu, đưa vào mắt camera từ từ nha. Từ từ. Rồi, đây các bạn thấy không? Các bạn thấy rõ không? Trời ơi. To quá luôn. Ở đây này. Đó. Trời ơi. Ôi. Khá nhiều luôn. Cua nữa này. Đó. Cua rất là cúm. Cúm là cua. Nghỉ hè đó đi chơi mà. Dạ. Đấy. Ôi, được rồi, được. Ờ đâu. Đấy. Ok, tuyệt vời. Đó. Khá là to. Đó. Quá to luôn. Quá to luôn. Bây giờ là khu vực bãi tắm tiên này là đã chật kín người luôn rồi các bạn ơi. Sau khi mà bắt xong chỗ cá bống ấy thì mình lại tiếp tục cập nhật đến các bạn này. Có thể thấy là rất là nhiều các bạn nữ với những bộ đồ rất là độc đáo nha, độc lạ luôn. Bikini siêu đẹp, các bạn ấy check in này. Quá đẹp. Phong cảnh độc đáo luôn các bạn. Trời ơi, đẹp quá. Hầu như là ai cũng có trên tay một chiếc máy ảnh, chiếc điện thoại để quay và check in các bạn ạ. Quá đẹp. Bikini mỗi người một kiểu các bạn ạ. Đó. Cảnh tượng hiếm có, khó tìm. Mình sẽ tiếp tục di chuyển đi.
quá đẹp luôn các bạn. Dưới biển trên đến núi luôn các bạn. Bên khu vực đường qua đảo với các bạn đấy. Bây giờ là rất đông người đang di chuyển qua bên đảo Hòn Bà. Thì không biết là tình hình ở bên khu vực bãi trước như thế nào. Mình sẽ tiếp tục review chia sẻ đến các bạn về khu vực bãi trước. Hi các bạn ơi, mình xin phép được khép lại video này ở đây. Mình hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên khu vực bãi sau để quay chia sẻ để các bạn xem tình hình khu vực bãi sau như thế nào. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ mình cũng như là đồng hành với mình. Nhớ để lại bình luận, góp ý bên dưới cho mình biết thêm những địa điểm du lịch hấp dẫn, độc lạ và độc đáo các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.